Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua mẫu SH Figure Kamen Rider Vulcan Shooting Wolf. Và đây là dạng cơ bản của Second Rider trong series của Kamen Rider Zero One, phải không nào, Vulcan. Và phải nói là cá nhân tôi thì cũng khá là thích thiết kế của Rider này, cho dù tôi cảm giác rằng nhiều bạn thì thường sẽ thích cái các dạng sau này của Vulcan hơn, như là Assault Goof hay là Rampage gì đó. Nhưng mà cá nhân tôi thì thích những cái dạng cơ bản đầu tiên hơn, tại vì mang phong cách của nó, cái phong cách của nó đơn giản hơn. Nhưng dạng sau này thì tuy đẹp nhưng mà nó hơi cầu kỳ một chút. Thế nên là với cá nhân tôi cũng khá là thích cái tạo hình này, và tôi nghĩ là SH Figure đã làm công việc khá tốt để truyền tải qua mô hình này từ cái bộ đồ ở trên phim. Vậy thì đầu tiên nhìn nhanh vào cái hộp nha, thì cũng không có gì quá đặc biệt cả. Chúng ta có một thanh chủ đạo Rider ở đây, tên ở đây, và tên tổ chức là AIM Squad. Không gì nhiều lắm ở bên này. Có vài hiệu ứng hình ảnh thứ rất là ngầu, và có một màn cameo của Zero One với một đống phụ kiện của Vulcan đi kèm. Vậy thì ok, hộp rất đẹp thôi, không có nhiều nữa. Bây giờ hãy cùng nhau nhìn nhanh qua chi tiết của con mô hình này nha. Về chi tiết của con mô hình này thì điểm đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến nó chính là độ cân đối của cơ thể, đúng không? Thì nhìn chung thì sau một thời gian cầm ngắm nghía các thứ, thì tôi nghĩ đây là một con mô hình được thực hiện khá là tốt về cái độ cân đối, gần như là không có cái gì có bất thường cả. Mọi thứ từ độ cao của chân hay là độ cao của cổ hay là cơ thể thì được làm khá là chỉn chu và đầy đặn. Khi nhìn vào thì có một cảm giác như đây là một con người đang mặc bộ đồ Rider chứ không phải là một con mô hình hết cả. Thế nên tôi nghĩ đây là một công việc rất là tốt đã được thực hiện hoàn hảo bởi bên SH Figure. Về mặt chi tiết thì tất cả mọi thứ cá nhân tôi cảm nhận như là không hề bị thiếu cái màu sắc, màu sơn gì cả. Bắt đầu với phần đầu là được làm khá là đỉnh, với phần mắt nhựa trong và có chi tiết nhỏ ở phần mắt ở bên dưới cái lớp nhựa đó. Những họa tiết ở bên đầu cũng được làm rất đẹp với màu sắc xanh đỏ đen đan xen nhau, và ở phần đằng sau thì có những cái đường line màu đen được đi rất là cẩn thận và chi tiết. Vulcan có một thiết kế bộ giáp rất đặc biệt, đúng không? Khi mà một nửa sẽ là mang mô típ của con vật và một nửa sẽ là trống. Vậy thì với một nửa mang mô típ của con sói thì được phủ một màu xanh metallic cực kỳ đẹp và rất là bóng bẩy nữa, cùng xen lẫn với sắc đỏ được sơn rất là cẩn thận và chi tiết chạy dọc khắp cơ thể, nên là khá nổi bật lên. Và đặc biệt là phần găng tay, các bạn thấy là có những cái họa tiết của móng vuốt con sói ở đây nữa, được làm rất là kỹ và trông rất là dễ thương nữa. Ở phần bàn tay thì cũng có những chi tiết như là đường nét găng tay hay là phần màu đen ở ngón tay thì cũng làm rất là tốt. Ở bên nửa bên này thì là phần giáp màu trắng. Thì cá nhân tôi thì hơi sợ một chút, tại vì cái màu trắng thì chúng ta đều biết là sẽ bị ố vàng theo thời gian, thế nên là cũng hơi lo ngại. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì trông nó vẫn khá là ổn thôi, chưa có vấn đề gì cả, thế nên là hãy mong là nó sẽ tồn tại lâu lâu một chút. Và như các bạn thấy thì chạy dọc cái bộ giáp này, ngoài cái tông màu xanh và trắng ra thì còn có cả phần màu bạc này nữa. Thì một phần bạc này thì cũng được làm khá là tốt, đặc biệt là phần màu bạc ở những cái bộ đồ này có cả những cái chi tiết nó nhăn nhăn ở đây, hay là ở đây ở phần đầu gối này, nó tạo cảm giác giống như một cái bộ đồ mà có người mặc vậy, mà nó bị kiểu co lại khi mà người ta di chuyển ấy. Thì tôi thực sự thích những cái chi tiết nhỏ nhỏ đó. Hay là như bạn thấy ở phần lưng này thì cũng có những cái chi tiết nhấp nhăn của quần áo, mà thậm chí là nhìn kỹ có thể là cái phần khóa kéo của bộ đồ khi mà diễn viên nắm thế mặc vào và kéo cái khóa lên nữa. Nên tôi cho đây là một trong những điểm cực kỳ đỉnh của cái bộ giáp này, và đã được làm rất tốt ở những cái chi tiết nhỏ nhỏ như thế. Và tất nhiên rồi, đúng không, một rider thì không phải nào mà không nói đến cái driver của họ được. Và đây là chiếc thật là tôi chưa xem Zero One nên là tự nhiên quên mất tiêu hay nào là cái gì rồi. Nhưng mà nói chung là nó có thể tháo ra và có thể thấy những chi tiết, thậm chí những chi tiết điêu khắc nhỏ nhỏ trên cái phần holder ở đây nữa cũng được làm rất là rõ và kỹ đầy đủ, không hề bị ăn bớt chi tiết gì cả, nên là rất là đỉnh. Và tất nhiên là chiếc cái súng này thì cũng được làm khá là tốt, từ màu sắc thậm chí là cái phần bạc được sơn trên cò súng này cũng được làm tỉ mỉ. Mặt sau thì cũng có vài chi tiết họa tiết cơ khí máy móc nhỏ nhỏ cũng được làm đầy đủ, không bị ăn bớt một gì cả. Và bạn có thể tháo cái key ở đây ra, tuy nhiên thì nó không hề có đề can gì hết cả, nên là khá đáng tiếc. Ít nhất là có hình con sói ở đây và nó có một chút màu xanh ở đây nữa, nên là coi như là cũng là một
sự tận tâm của Bandai rồi. Cho dù tôi rất đáng tiếc là không có cái đề can ở đây, có lẽ là sẽ đỉnh hơn. Thế nhưng mà các bạn vẫn có thể mua cái đề can ở bên ngoài và dán vào nếu như các bạn muốn. Và cái thứ này thì gắn vào đây thì cũng ổn định thôi, nó không phải là quá lỏng lẻo gì cả. Tuy nhiên thì khi mà bạn tạo dáng thì hãy cẩn thận để tránh làm rơi nó và làm mất nha. Ok, và nói về tạo dáng thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua biên độ cử động của con này nha. Về biên độ cử động thì tuy là một rider có rất nhiều giáp, xong thì đây là một config cũng khá là linh hoạt. Đầu tiên phần đầu thì có thể nhìn lên khá là cao, nhìn xuống thấp thì không được nhiều lắm do cái cằm và bộ giáp nó giao với nhau ở đây. Sang trái phải các thứ ok thôi, không vấn đề gì cả, xoay các thứ rất dễ. Di chuyển các thứ vì có cái khớp đôi ở cổ nên rất linh hoạt. Bộ giáp ở tay thì giống như Zero One, thì phần vai này có thể kéo nhẹ nó ra ngoài một tí để giúp cho cánh tay có thể xoay 360 độ thoải mái. Phần giáp này thì nó là gắn vào phần vai nên nó không bị hạn chế nhiều lắm. Nó sẽ di chuyển theo cái cánh tay khi mà bạn nhấc lên như thế này và kéo xuống như thế này. Có một cái khớp xoay ở phần bắp tay xoay được 360 độ, và một cái khớp kép ở phần khuỷu tay. Thực ra nó là cái khớp kép ấy, nhưng mà nó khá là ẩn, tại vì thiết kế của cái giáp ở bắp tay này nó sẽ che đi khá khá cái phần khớp đôi ở đây. Thế nên là tuy là một cái khớp đôi nhưng mà do thiết kế của bộ giáp thế nên là nó bị hạn chế rất nhiều, nên là cái khớp độ tay nó không được sâu cho lắm. Nên là một điểm khá là đáng tiếc. Phần cổ tay thì xoay được 360 độ và có thể di chuyển lên xuống các thứ thoải mái. Vậy thì ở phần giáp bụng thì khá là tốt, chúng ta không hề bị hạn chế gì nhiều cả, đúng không? Chúng ta có thể cho bụng gập xuống khá là sâu, bẻ về phía sau cũng khá là tốt nữa, có thể xoay các thứ thoải mái. Tuy nhiên sẽ bị hơi hạn chế một chút do cái driver đeo ở đây, nên là tôi nghĩ sẽ rất là như này thôi. Nhưng mà cũng thế là so với cơ thể bình thường con người là rất là tốt rồi. Trái phải các thứ xoay đây nên là khá là tốt. Ở phần bụng không nên Zero One là bị hạn chế nhiều do bộ giáp. Về phần chân thì cái khớp ở đây làm khá là đẹp và rất linh hoạt. Chúng ta có thể đá nó sang ngang như thế này và đá lên trước rất là cao, vì nó có thể đẩy cái chân này xuống nữa, đá ra đằng sau không được nhiều lắm. Và có thể xoay khớp ở phần đùi này nữa. Ok, các bạn thấy khẩu súng rất dễ rơi ra. Về phần đầu gối thì cực kỳ tốt, mọi người đá nó về sau sâu như thế này. Và về phần bàn chân thì bạn có thể xoay 360 độ sang trái phải một tí, không nhiều lắm, lên xuống các kiểu, và khớp ngón chân rất là đỉnh. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng mà tự nhiên cái phần lớp giáp ở háng đây tự nhiên lòi ra một cái phần trắng này ở quanh cái hông như này, nhìn nó giống như một cái bỉm vậy. Đấy, bạn có thể tự nhìn và tưởng tượng, nhưng mà khá là dị, là nó trông như một cái bỉm. Chắc chắn là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng mà một khi mà tôi đã nhìn nó giống cái bìm thì tôi không thể nào nhìn nhận nó một cách bình thường nữa cả. Về mặt phụ kiện của Vulcan thì ngoài hai bàn tay mở mà đi sẵn với con mô hình thì chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8 cặp, 8 bàn tay và là 4 cặp bàn tay khác nhau để bọn mình thay cho con mô hình này. Đầu tiên bạn sẽ có một cặp bàn tay hình nắm đấm để đấm các kiểu, tất nhiên này. Một cặp bàn tay để cầm nắm vũ khí và tất cả các phụ kiện nào bạn có thể nhét vào vừa cái bàn tay này. Một cặp bàn tay mang kiểu hướng chỉ trỏ trăng, hoặc là dùng để cầm cái súng nhưng mà ở trạng thái chờ mà chưa bắn, chắc là vậy. Và cuối cùng là một cặp bàn tay ở tư thế tạo dáng sói trước gì đó để cho nó ngầu. Và một điểm rất là đặc biệt như bạn thấy là ở cặp bàn tay của Vulcan là do thiết kế bộ giáp, thế nên là một nửa trắng thì sẽ là có một cặp bàn tay trắng bình thường, nó không có gì cả. Thế nhưng một nửa ở bên mà có giáp xanh của sói thì sẽ có những cái miếng giáp hình móng vuốt này nữa. Thế nên tôi nghĩ đây là một trong những điểm cực kỳ ngầu của cái cặp bàn tay này, và là một trong những điểm rất là thú vị của bộ đồ của Vulcan, phải không nào? Ngoài ra chúng ta còn có hai món phụ kiện nữa rất là đặc biệt. Đó chính là hai món vũ khí của Vulcan và Zero One dùng, nó là chiếc Attach Caliber và Shotgun. Và những thứ này thì tuy kích thước nhỏ nhưng mà được làm khá là tốt.
Và tôi rất là bất ngờ là vì họ cho chúng ta vũ khí của Zero One kèm với Vulcan luôn, thay vì phải mua mấy cái xe máy vớ vẩn và đắt đỏ một cách không cần thiết. Nên là gì à? Cảm ơn Bandai đã nhân từ trong năm nay được không nào? Rất tiếc ở đây chỉ là một hai miếng nhựa thôi, không hề có kiểu cử động hay là di chuyển được cái gì hết cả. Nhưng mà thôi, trông ít nhất là chi tiết và họa tiết màu sắc sơn xiết đầy đủ là khá là ổn rồi. Bây giờ hãy xem những thứ này ở trong Vulcan trông như nào nhé. Và với cặp bàn tay cầm nắm vũ khí thì Vulcan dễ dàng cầm cái khẩu shotgun như này. Và trông khá là đẹp, kích thước thì khá là đỉnh. Và đây sẽ là một trận đấu kiện rất tốt để các bạn có thể tạo dáng cho con mô hình này. Và với cặp bàn tay cầm nắm vũ khí có ngón trỏ chỉ ra thì bạn có thể nhét cái khẩu súng này vào một cách dễ dàng. Và trông khá là đỉnh. Cái đó tôi thích cái khẩu Short Riser đúng không nhỉ? Bây giờ mình nhớ ra tên. Mong mình đúng tên, nhưng mà tôi thích cái khẩu Short Riser này hơn cái khẩu Attach Shotgun kia. Thì rất là đỉnh, màu sắc rất là tốt, hài hòa. Và đây sẽ là Zero One khi mà cầm cái thanh Attach Caliber đi kèm với Vulcan. Và khá là đỉnh thôi. Màu sắc hài hòa các thứ. Và thực sự thì những phụ kiện này làm tôi rất là hài lòng khi mà mua với Vulcan nữa. Nên là thực sự thì Vulcan về mặt phụ kiện là quá tuyệt vời luôn, không thể nào đòi hỏi thêm được nữa cả. Và đây là Zero One khi đứng cạnh Vulcan. Có thể nói rằng kích thước của hai mẫu mô hình này khá là sát nhau thôi. Có cảm giác như Zero One có vẻ như là cao hơn Vulcan một chút, nhưng mà không nhiều lắm. Có lẽ đấy là do ảo giác của tôi, nhưng mà như là dù sao thì khá là hài hòa đúng không? Tuy hai rider rất khác nhau về nhiều thứ như là thiết kế, hình dáng, màu sắc, song thực sự rất là ngầu đúng không? Đặc biệt khi bạn có mấy cái vũ khí đi kèm này nữa thì nó sẽ tăng lên cái giá trị cho con Zero One luôn nữa. Nên thực sự cá nhân tôi cảm thấy rất là hài lòng khi mua được cái con SRF Vulcan này. Vậy nhận xét cuối cùng của tôi dành cho Kamen Rider Vulcan phiên bản SS Figuard này là một đánh giá rất là tích cực. Tại vì tôi không hề có một than điểm cụ thể nên tôi phải nói thế. Nhưng mà như là thực sự Vulcan là một rider mà tôi nghĩ là thiết kế khá là ngầu. Và SH Figuard đã làm một công việc rất là tốt để truyền tải cái bộ giáp đó. Và khớp khiết thì rất linh hoạt. Màu sơn xiếc thì khá là đầy đủ và không hề thiếu gì cả. Đặc biệt nhất như bạn thấy đó chính là một đống phụ kiện rất là ngầu phải không? Bạn có một khẩu súng to, bạn có một khẩu súng nhỏ, và bạn còn có một cây kiếm. Và cây kiếm đó cũng là một mấu chốt rất quan trọng, bởi vì nó sẽ giúp cho mẫu SH Figuard Commander Zero One trở nên thú vị hơn một tí. Bởi vì như bạn đã xem cái bài review trước thì biết là tôi thấy khá là thất vọng, bởi vì Zero One không hề có một chút phụ kiện nào ngắm mấy bàn tay ra cả. Thế nên là bằng việc mua Vulcan thì ít nhất bạn cũng sẽ cứu rỗi được cho cái con Zero One của bạn trở nên thú vị hơn, đáng có hơn chăng. Và ngoài ra thì thôi nào, bạn đã có một, nếu như bạn đã có Zero One rồi thì sao bạn để thiếu được Vulcan đúng không? Ngoài ra thì đây là một mẫu hình mà giá của nó không phải là quá cao nữa, thế nên là cũng không quá khó để sở hữu em mô hình này. Vậy nên nếu như các bạn đang muốn tìm một con mô hình nào đó mà nhiều phụ kiện mà trông ngầu ngầu để trưng bày, để tạo ra chụp ảnh, thì chắc chắn không thể bỏ qua Vulcan. Và nếu như các bạn đã có Zero One rồi thì càng không thể nào bỏ qua Vulcan được. Và đó là bài review của tôi dành cho nhân vật này. Đừng quên like và subscribe nếu như các bạn chưa làm điều đó, bởi vì nó sẽ giúp phát triển channel của tôi hơn. Vậy thì cảm ơn các bạn xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong những lần review tiếp theo nha. Bye bye.